Một video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến người xem chưa hết clip đã vội vã trầm trồ khen ngợi cặp đôi nam nữ có tấm lòng thương người. Nhưng không, các bạn phải xem tới phút cuối mới biết câu chuyện nó như thế nào. Câu chuyện là hơn 3 giờ sáng trên đường đi ngang qua, thấy có một người đàn ông say rượu trong tư thế ngồi dậy không nổi, phía trước thì có một chiếc xe máy ngã sóng xoài, cặp đôi nam nữ đã có hành động như thế này. Mời các bạn xem tiếp câu chuyện. Câu chuyện thật cảm lạnh phải không các bạn? Bạn nghĩ sao về lời nói của cô gái và hành động trái ngược của người trai? Hãy để lại ý kiến cho mình biết nhé!